Hello, chào toàn thể anh chị, em Ngọc Hữu đây. Và ngày hôm nay gửi đến chị một chiếc sedan phân khúc hạng C cao cấp đến từ thương hiệu Hyundai anh chị. Đây là một chiếc xe rất là nhiều anh chị muốn sở hữu, Hyundai Elantra. Chiếc xe đang mang biển 49A35590, một chủ từ đầu, sản xuất vào năm 2019 và chạy chưa hết khung roda nha anh chị nha. Chiếc xe này mới lăn bánh đâu đó rơi vào 47.000 cây thôi. Tình trạng 5 vỏ theo xe và sơ cua chữa lành nha anh chị nha. Ở trên phiên bản này thì chúng ta có option cực kỳ nhiều luôn, bao gồm như là cụm đèn projector qua thế hệ mới. Nguyên phần cụm đèn không, chúng ta đã có 4 con projector cho một bên nha anh chị nha, 8 con projector. Đằng trước này chúng ta sẽ có 1, 2, 3, 4 con cảm biến trước, 4 con cảm biến trước. Với động cơ 2.0 lít qua form mới nha anh chị nha, 2019 qua form mới. Kèm theo đó mâm 17 inch, to ngang ngửa một cái mâm của chiếc bán tải XLT nha anh chị nha. Được trang bị cân bằng điện tử cũng như là thắng đĩa cho 4 bánh luôn. Kính gập điện. Rồi chúng ta sẽ có thêm mở khóa một trạm này, cho hai tay nắm cửa trước. Hệ thống ghế chỉnh điện trên ghế lái, 3 chế độ lái, cũng khá nhiều. Hệ thống cruise control, ga tự động trên chiếc xe, hộp số tự động, đèn nổ start stop nè, kính gập điện. Kèm theo đó là trên phiên bản Elantra 2.0 này chúng ta có thêm tính năng đó là sửa ghế nha anh chị nha. Chúng ta sẽ có sửa ghế nè, sửa vô lăng nè, rồi sạc điện thoại không dây nè. Với thêm một cái màn hình tắp lô rinh theo xe đó. Chiếc xe này trước khi dịch thì được bên em niêm yết với mức giá bán đó là 620 triệu đồng, nhưng ngày hôm nay bên em xin giảm giá khá là sâu, ưu đãi cho toàn thể anh chị trên khắp mọi miền luôn. Em xin giảm chiếc xe này 40 triệu đồng, chốt về giá 580 triệu, gửi đến anh chị trên khắp mọi miền với chiếc xe siêu lướt luôn nha anh chị nha. Mới sử dụng 47.442 cây số, hiện tại đang đậu tại cửa hàng nha anh chị nha. Về hệ thống an toàn thì chiếc xe này được trang bị hệ thống ABS cực kỳ xịn sò luôn. Kèm theo đó là túi khí. Chiếc xe Elantra này được trang bị 6 túi khí, bao gồm một cặp túi khí ở trên phần trụ B đó, cho hai bên đó. Một cặp túi bao gồm trên hai hệ thống ghế trước đó, vị trí một túi nằm đây, ghế lái và ghế phụ lái, góc tắp lô phụ lái và ở trên vô lăng nghe anh chị nha. Trên vô lăng đó, chúng ta sẽ có 6 túi. Sunroof, cửa sổ trời. Trần xe này được giữ trần mỹ rin theo xe nha anh chị nha. Đăng kiểm thì chiếc xe này tới tháng 1 năm 2022 nha anh chị nha, rất là xa luôn. Về keo chỉ thì chiếc xe này chắc chắn với anh chị nó sẽ không mất bất kỳ một phân keo chỉ nào, và chi tiết chỉ chưa bị bấm nha anh chị nha. Đó, thông thường là những chiếc xe mua bán đi rất nhiều lần thì anh chị để ý cho em nè, ở phần chỉ này đa phần sẽ là dấu móng tay rất là nhiều nha. Đó, còn chiếc xe này là sơn rin 90%, có gọi là dậm sơ sơ phần cản và khấu hao 10%, bao gồm là nước keo hơi xuống ở phần cản nha, thì gọi là 40.000 đó. Còn tình trạng ổ khóa 7 màu đó, còn mã đó, năm sản xuất 2019 nè, động cơ 2.0, khối lượng toàn bộ xe là 1 tấn 780 kg nè đó nè. Khối lượng bản thân có nghĩa là xác xe nặng 1 tấn 330 kg, và khi chúng ta chở 5 người sẽ là tính 60 người, 60 kg trên một người sẽ là 1 tấn 780 nè đó, cho phép chở 5 người nè. Kèm theo đó là độ hở của cản cũng như là chất lượng về phần mâm xe này sử dụng đó là sơn tĩnh điện mặt không và phay xước mạ chrome ở bên ngoài, cũng như trang bị 4 thắng đĩa nha anh chị nha, 4 thắng đĩa luôn, bao gồm cân bằng điện tử
Về chất lượng xe, từ chắn bùn ở bên trong này, chiếc này sử dụng chắn bùn bằng nỉ nha. Đó. Chất lượng đang còn siêu mới. Đó. Bốn vỏ, tình trạng vỏ khi chạy được 40.000 thì chiếc xe này còn tầm khoảng đâu đó 60% cho chất lượng vỏ nha anh chị nha. Còn nguyên dàn heo thì sử dụng khá là sượng sò. Đa phần heo của ô tô sẽ là sử dụng heo như em thấy là nó thiết kế của nó y chang heo Rambo, nó cũng chả khác tí nào hết á. Về phần cốp, đây anh chị, cốp của Phong mới thì phía cụm đèn sau sẽ sử dụng dãy led, cũng như là phía sau này chúng ta sẽ có 4 con cảm biến lùi ở phần đằng sau, cũng như là chiếc xe này được mua mới tại Hyundai Bình Thuận nha anh chị nha, tức là Phan Thiết đó. Ngày xưa được mua mới tại đó. Hộp cốp rất là rộng nha. Phần đèn chúng ta còn nguyên luôn, cũng như là phần loa ở đây chúng ta có thể ngó lên nha. Vỏ sơ cua ở bên trong này đó, một chiếc xe ở phần khúc C cao cấp. Chiếc xe này với mức cạnh tranh thì có thể nói đối thủ cạnh tranh của Elantra sẽ là Kia Cerato, rồi Honda Civic và Mazda 3. Nhưng mà chiếc này cũng như là Cerato thì công nghệ sẽ là gà cùng một mẹ rồi. Nhưng Hyundai sẽ có phần nhịn hơn về các chi tiết như là hệ thống giảm sóc đó, cũng như là về hệ thống cách âm của chiếc xe được trang bị tốt hơn một chút xíu. Và giá thành thì Elantra sẽ cao hơn Cerato nha anh chị nha, sẽ cao hơn khá là nhiều luôn đó. Hệ thống lườn đó, xi rông nè, lườn rin 100% luôn đó. Toàn bộ chi tiết như lắp cửa và hệ thống keo chỉ cửa sau của ghế phụ lái nguyên rin, mã kính rin nguyên con nha. Xe này thì em nói khấu hao 10% cho vui thôi, chứ thực chất ra là một chiếc xe rin nguyên con đó. Chưa có bất kỳ gọi là cấn đụng, hay là kể cả như là đồ chơi thì đã được người sử dụng trước lên full cho chúng ta rồi. Còn về hệ thống giải trí, thiết kế loa chét nằm trên bát đó, loa lớn, có cả súp nha, dòng này thì có cả súp ở đằng sau rồi đó. Hệ thống táp lô thì có thể nói là rất là sáng lạng rồi, cũng như là động cơ của chiếc xe này sử dụng động cơ 2.0 lít. Thì bây giờ em sẽ đi vào phần khoang nội thất. Trước khi ngó nội thất thì mình lên ngó dàn gầm cả nha. Gầm xe này thì nó mê ly luôn nha anh chị nha, có nghĩa là nó như một chiếc xe vừa mới xuất xưởng luôn đó. Cực kỳ tốt nha, từ hệ thống lò xo A1 cho đến A1, cũng như là cái chất lượng về cái phần như là cái bộ giáp nhựa của gầm là dường như là cực kỳ pin luôn. Này, đóng cửa. Hệ thống chủ đạo là chúng ta sẽ có một cái màn hình ở giữa và có thiết kế một cái hình chiếc ô tô con. Đó. Đồng hồ của chiếc xe này thì được bên trong này sẽ được sử dụng những cái vân caro ở bên trong rất là đẹp nha. Đó. Đồ có thể nói là chất lượng về đồ thì cái phần nội thất ở bên trong chiếc Elantra này được chăm chút hơn khá là nhiều, cũng như là phần táp lô. Viền bọc này sẽ là viền carbon nha. Đây, viền bọc của táp lô này sẽ sử dụng carbon nha. Đó. Trên này chúng ta sẽ có một cổng sạc 12V 180W ở trên này, cũng như là phần cảm biến của sạc điện thoại thông minh không dây, tăng giảm nhiệt độ đó, và hai vùng điều hòa độc lập nha anh chị nha. Này, trên này thì chúng ta sẽ có những cái lớp phin mà người sử dụng trước chưa có lột nha, những lớp phin đó, quạt gió trong gió ngoài và điều chỉnh hộp gió đó, AC và tắt, nút đề nổ start stop, cũng như là cục số cần số này đó, 90% so với mới. Và bên này thì nó sẽ có một cái vết ố này, chỗ này thì đưa nước rửa kính vào lau qua cho anh chị là xong nha. Còn chất lượng về tắp bi là như một chiếc xe vừa mới xuất xưởng nha. Xe này là
thuộc diện xe lướt. Gạt mưa tự động này, cửa sổ chơi này, đó, và hộc đậy kính này, đó. Và chiếc xe này thì nếu như mà sự khác biệt thì trên cảm giác lái thì lái một chiếc Elantra, cảm giác lái nó sẽ sướng hơn lái chiếc Cerato nha anh chị nha. Cái đó là cái thấy rõ ràng luôn, cũng như là về độ cách âm thì chiếc Elantra vẫn tốt hơn. Đây, hệ thống đèn báo thì hiện tại mức nguyên liệu ở trong bình hơi thấp này. Đó, có hệ thống eco nha. Thì tua máy rơi vào 1.000 vòng. Kim nước chưa lên này. Đó, vô lăng trợ lực điện nha. Đó, rất là đầm. Còn ở bên này cái nút driver là sẽ là chế độ lái nha. Chúng ta sẽ có chế độ lái Sport, Smart, Normal, Eco, 4 chế độ lái. Chiếc xe này có tới 4 chế độ lái nha. Còn về phần màn hình của Hyundai thì chúng ta sẽ có rất là nhiều tính năng ở trên này, cũng như kết nối điện thoại CarPlay, rồi nghe nhạc qua Bluetooth, nhiều lắm. Hệ thống sưởi ghế. Đó, trên này thì chúng ta sẽ có này, 3 nấc nha. Sưởi ghế 3 nấc và cho cái hệ thống sưởi cho hai hàng ghế trước, cũng như là cảm biến nè. Chúng ta sẽ có thêm sấy vô lăng nè. Đó, sấy vô lăng chúng ta có luôn nha. Còn kính chỉnh điện ở bên này, cũng như là chúng ta sẽ có gập gương nè, hoặc là chế độ gập gương auto ở trên chiếc xe này luôn nha. Đó, thì bây giờ em sẽ quay chi tiết về phần máy cho anh chị. Chiếc xe này vừa mới nổ lên thì nó không có bị ồ ga đặc biệt, và toàn bộ hệ thống nè, mở chỗ nào sẽ báo chỗ đó nha. Ví dụ em vừa mới giật nắp capo nè, báo nắp capo đang đỏ nè, giờ em sẽ giật cốp nha. Đó, báo cốp đỏ luôn nha. Đó, thì bây giờ em sẽ coi về khoang máy của động cơ 2.0 này cho anh chị. Thưa anh chị, và đây là cái động cơ DOHC 16V. Đó, sử dụng đây là máy 4 xi lanh nha anh chị nha, động cơ 2.0 lít và cục ABS A45 nha, A45 hay là E520, rất là xịn sò nha. Cao su chân máy nè, được gia cố thêm. Đó, được gia cố thêm cái thanh nhôm này nữa. Đó, không rung nha, máy rinh 100% nha anh chị. Cũng như là chi tiết về mặt máy nè. Đó, chiếc xe này thì về cửa hàng bên em cũng chưa có vệ sinh bất kỳ nha. Đó, carbon tán điện này, phần cốt rinh 100%. Và em xin cam kết trực tiếp trên giấy tờ mua bán, xe không cấn, không đục, không ngập nước, không thủy kích, không lỗi điện. Đó, cũng như là chiếc xe vừa được cửa hàng bên em kiểm tra bảo dưỡng cho anh chị, cũng như là hệ thống bảo dưỡng hãng còn nguyên bản nha. Còn đây là phần hộp ECU. Đó, còn keo chỉ của capo nè, từ ốc capo cho đến phiên tấm cách nhiệt này, nguyên bản nha. Đó, rất là ok luôn. Hộp số rin chưa mở nha, 100% rin luôn. Đó, cũng như là chất lượng xe một chủ nha anh chị nha, 49 này, 35590. Xe này một chủ từ đầu, chưa qua chủ thứ hai. Và kèm theo đó là người sử dụng chạy còn chưa hết roda nữa. Đó, rất nhẹ nhàng. Hệ thống đèn chúng ta sẽ có LED định vị ban ngày luôn, cũng như là 8 con projector cho hệ thống bóng chiếu sáng trước. Xi nhan được thiết kế ở bên dưới cạn, ngay phần hộp xả gió của hệ thống càng trước. Mâm 17 inch. Hệ thống mâm 17 inch, 4 thắng đĩa, khóa một chạm, xi nhan báo rẽ trên gương. Rồi mặt hông, toàn bộ chi tiết mặt hông đường vân thẳng tưng và rất là sắc nét nha anh chị nha. Phần cạn sơn rinh. Xe thì thực chất ra chiếc này mới có góc cạn bên này, cái phần chỗ bên dưới này
Đó, có sơn dậm phần chỗ bên dưới này một chút xíu thôi, còn lại từ phần này hất lên sơn trên 100%. Đó, phần cụm đèn đã được qua đèn nha, không còn sử dụng, đó là đèn halogen nữa. Có mỗi cái phần bóng xi nhan thì chúng ta sử dụng halogen thôi, còn lại 100% sử dụng toàn bộ hệ thống led nha anh chị nha. Đó, bản RLS 2019 động cơ 2.0 full option, trang bị ABS xịn sò nè, 6 túi khí nè, hệ thống ghế da sưởi ghế, 5 cái vỏ theo xe hết, 5 vỏ đều theo xe nha anh chị nha. Đó, với mức giá mà có thể nói là thời điểm trước dịch sẽ là giá niêm yết bên công ty em đây cho anh chị, thời điểm trước dịch đây là 620 triệu. Đó, mà giá trên không bao gồm phí ra tên nha anh chị nha. Và hiện tại em xin giảm chiếc xe này, giảm sâu luôn cho anh chị, giảm 40 triệu luôn. Đó, ngày trước đi mua xe thì chúng ta còn phải thương lượng về giá cả, nhưng hiện tại bây giờ thì em nghĩ là tới 90% hệ thống salon đều chơi bài ngựa luôn. Đó, sunroof nè, hay còn gọi là cửa sổ trời nha, ra rất là êm. Đó, rất là ok nha. Chúng ta sẽ có thêm đó là trang bị hệ thống an toàn 6 túi khí, trang bị hệ thống cảm giác lái, chúng ta sẽ có 4 chế độ lái. Về hệ thống loa thì chiếc xe này được trang bị tổng cộng 2, 4, 6, 8 loa. 8 loa, rất là nhiều luôn. Đó, và một chiếc xe có thể nói là đã được khấu hao rất là nhiều so với năm ngoái nha anh chị nha. Và nếu như anh chị nào thích chiếc Elantra 2019 này, hãy gọi cho em vào số điện thoại đó là 0976124949. Anh chị có thể coi xe trực tiếp hoặc chốt trực tiếp nha anh chị nha, với mức giá niêm yết mới 580 triệu cho chiếc Elantra một chủ màu trắng 2019 này. Đó, đang mang biển số đó là 49A35590. Và em xin hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo của em. Nếu như anh chị nào yêu quý em, hãy nhớ đăng ký kênh để cập nhật những xe mới nhất từ kênh YouTube bên em, cũng như giá xe phân khúc gia đình chính hiệu tại thị trường ô tô Tây Nguyên Lâm Đồng, toàn tỉnh Lâm Đồng nha anh chị nha. Và hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo của em.